Xin chào các bạn. Học thì chúng ta phải đi đôi với thực hành. Và cho dù là lớp Security cộng nhưng mà cái khối lượng thực hành của nó cũng khá là nhiều. Chúng tôi đào tạo không giống như với những nơi khác, tức là sẽ nhấn mạnh chủ yếu vào lý thuyết. Cái phần lý thuyết thì các bạn có thể nghe những bài mà chúng tôi đã trình bày cũng như là đọc những cái tài liệu lý thuyết, trả lời những cái câu hỏi vân vân. Thì để mà nắm vững những cái lý thuyết như vậy, các bạn cần phải có những sự thực hành cách chu đáo và bài bản. Và bên cạnh những bài thực hành trên hệ thống gọi là Search MetaLab mà các bạn có thể thấy ở đây, mỗi người có một cái lab đúng không? Chúng ta cần phải thực hành trên những hệ thống lab trên. Các bạn có thể thấy đấy. Thì đây là hệ thống Search MetaLab và mỗi chủ đề như vậy nó có 4 5 bài thực hành khác nhau, các bạn cần phải làm hết và quay record hoặc ít nhất là phải chụp lại cái hình rút, tức là minh họa quá trình đã thực hành xong. Chụp những cái câu trả lời mà nó được đánh dấu xanh đấy các bạn. Thì ban quản trị sẽ biết được là các bạn đã hoàn tất những cái bài thực hành như vậy. Khối lượng bài lab này các bạn cố gắng dành thời gian trong vòng 30 ngày tới 45 ngày để hoàn tất nó nha. Và sau đó thì chúng ta làm những bài thực tập mang tính chất là home lab. Và ví dụ như trong ngày hôm nay thì các bạn hãy thực hành bài home lab và cuối ngày, tức là khoảng 12 giờ hoặc 1 2 giờ sáng, ban quản trị sẽ chia sẻ những cái bài hướng dẫn. Thì cái bài home lab hôm nay nó sẽ phối hợp cả online lab này. Còn home lab thì các bạn phải cài local nhé. Các bạn thấy ở đây, chúng tôi có gửi chia sẻ bài home lab. Chúng ta sẽ có một máy attacker là Kali Linux 2023.3, cứ chạy bản mới nhất nha các bạn. Ngoài ra các bạn cũng thủ sẵn tất cả những bản từ phiên bản cũ tới mới ha, cứ giao lưu trữ đầy đủ. Có lẽ chúng ta cũng biết cách để lưu trữ những phiên bản cũ và cách thức cài đặt nó như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta nên cài thêm Parrot OS Security nhé. Và cái target ở đây là máy Xerox, một con máy khá cũ và rất là kỷ niệm đối với tôi, đó là máy Xerox Windows Server 2003. Và các bạn hãy tải về trên cái group này ha. Trên group này các bạn có thể thấy nè, chúng tôi có chia sẻ khá là đầy đủ nha. Máy Kali Linux phiên bản 2022.4 Xerox. Nếu có password thì là 123456 nha các bạn. Và đây là cái máy dùng để mà chạy máy ảo. Những thao tác này thì trên cái bài chúng tôi có đề cập cách hướng dẫn cài đặt. Đương nhiên là các bạn có những câu hỏi nào thì post lên đây nha. Đây là group hỗ trợ học tập của chúng ta. Trong một Renero ha. Trong một Renero chúng ta nên tách biệt ra, chia sẻ trên những cái group để mà dễ hỏi đáp hơn. Bên cạnh đó có một group của các bạn đã học trước là group cũng trùng tên. Thì trong group đó cũng có những cái trao đổi và chia sẻ dành cho những người có kinh nghiệm hơn khi các bạn cần đặt những câu hỏi. Những bạn trong group cũ thì đã hoàn tất những bài home lab hoặc là những bài lab này rồi. Thì các bạn hãy tải hết những này về, cài VMware lên ha, chạy mô hình lab này. Thì sau khi chạy mô hình lab như hướng dẫn trên nhóm hoặc là hướng dẫn ở đây cho các bạn chạy cũng đơn giản thôi. Mở VMware ra chạy và đặt cấu hình cạch mạng là NAT hoặc là brick, nhưng mà thường là đặt NAT cho nó thuận tiện nhé. Rồi trước khi đó thì các bạn phải hoàn tất cái bài online lab của chương trình Security cộng. Nếu ai chưa làm thì cần recall lại cho ban quản trị. Tôi thấy các bạn như Origin rồi Sơn rồi Đăng rồi Dương đã hoàn thành ha, nhưng mà có một số bạn chưa làm thì hãy làm. Ví dụ siêu nhân gồng, chúng ta cần phải làm những bài này. Có lẽ là với các trình độ các bạn thì làm sẽ rất là nhanh chóng thôi. Đó là Assisted Lab, Scanning và Identify Network Node. Thì cái Assisted Lab nó khác Apply Lab là gì? Có lẽ các bạn cũng có thể thấy trong một số bài trước tôi có trình bày ha. Thì đây là cái lab này. Lab này là nó sẽ dò quét lớp mạng với Nmap và rất là nhiều chủ đề cũng khá là hay nhé. Chúng ta cần phải hoàn tất cái lab này. Hoàn tất lab này thì sau khi hoàn tất các bạn có thể vận dụng những cái kiến thức. Cái lab này là online nhé các bạn, Search MetaLab này là online ha. Vận dụng kiến thức để dò IP của Xerox, tức là dò IP của cái lab local mà các bạn đã build lên đấy, đúng không? Chúng ta dùng Nmap hoặc NetDiscover là chúng ta sẽ dò ra. Và sau đó chúng ta quét bọt của Xerox, thì chú ý cái bọt 3389 đang mở trên Xerox. Đương nhiên là để mà làm cái bài web bọt này cho nó nhuần nhuyễn thì bên cạnh những cái lý thuyết mà chúng tôi có trình bày thì các bạn cần phải hoàn tất cái bài bài tập này, bài tập mà scanning này, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái phương pháp để dò web bọt nha. Trong một cái bài số 2 hoặc là bài đầu tiên thôi, nó là cung cấp chúng ta nhiều kiến thức. Và các bạn thấy cho chỉ là một cái lab của Security cộng thôi nhưng mà nó rất là hoành tráng đúng không các bạn, rất là nhiều, rất là hoành tráng và đầy đủ. Mà nếu như các bạn làm hết những cái lab này thì chúng ta đã nắm được khá là nhiều những cái kiến thức đấy các bạn. Chúng ta chú ý bọt 3389 trên mở trên máy Xerox. Chú ý ha, nó còn có nhiều cái cổng khác nữa, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới cổng này bởi vì hôm trước là chúng ta đã thảo luận với nhau những cái tình huống về sử dụng SOCKDAN để dò ra.
những máy bị lỗ hổng 3389 rồi những máy đang mở rồi các thứ khác vân vân đúng không? Rồi trái tim rỉ máu mà tôi thấy các bạn đã chia sẻ khá là nhiều, nhưng mà có nhiều bạn chưa tạo được cái tài khoản Shodan thì nhớ tạo ha. Rồi các bạn làm một cái lab online, ai chưa làm phải làm nhé. Acid lab analyze result and crypto vulnerability scan gì đây? Tức là dò quét cái lỗ hổng bảo mật của nó đấy các bạn. Cái này nó dùng OpenVAT nha. Bài này là các bạn. Đây thì 1 2 3 4 ha. Bốn bài này là các bạn cần phải làm hết rồi tự làm bài apply lab này. Ở đây tôi thấy có mấy bạn nữ làm xong rồi đấy các bạn. Làm xong full phần này và quay video lại cho tôi luôn. Long Lệ là có làm rất là hoàn thành. Hiện nay Long Lệ đang là học cao học nên bận nên không làm lab nữa. Thì các bạn thấy cái bài này nó sẽ sử dụng OpenVAT nó cài sẵn nha. Còn nếu như các bạn muốn tự cài thì hãy tham khảo cái bài hướng dẫn của tôi là cài OpenVAT trên Kali mới hoặc là Parrot 5. Nhưng mà hiện nay cài bị lỗi. Không biết là lúc mà các bạn triển khai cài nó đã xử lý những cái lỗi do không tương thích về các gói tin hoặc là các thư viện hay chưa. Thì khi tôi cài trên Docker nha các bạn. Các bạn hãy tham khảo và làm cái bài lab online đó nha, rất là cần thiết đấy. Nhớ chụp ảnh minh họa lại để ban quản trị có thể biết được các bạn đã làm xong bài tập trên. Thì nếu như mà chúng ta có một cái con quét lỗi này trên máy thì các bạn có thể quét máy Xerox này cũng được, nhưng mà cái phần đó thì tôi không có yêu cầu home lab tại vì nó thuộc chủ đề bên chất cộng rồi, nên ở đây mình chỉ đưa ra một cái tính chất tương đối. Nên sau khi hoàn tất những cái này thì các bạn chú ý là cái lab là audit team password và gì các bạn và bẻ khóa. Cái lab này nó nằm ở phía cuối nha các bạn, nó nằm ở hơi bên ngoài nhưng mà phía cuối này nè, các bạn thấy không, audit team password nó nằm ở phía dưới nè các bạn, kéo xuống phía dưới đây đây nha. Ở đây là một bài mà bẻ khóa bằng Hiro, bài này cực kỳ cần thiết đấy các bạn, cực kỳ cần thiết. Nhiều người họ chỉ cần vững cái này không là lên trên mạng Facebook làm mưa làm gió, làm như là dữ dằn lắm đó các bạn. Nhưng thật ra nếu mà ai mà master cái này thì đúng là dữ dằn thiệt. Bẻ khóa nha các bạn, bẻ khóa đây nó sẽ sử dụng là Hiro, và đương nhiên là thật ra có nhiều cái công cụ khác nữa. Rồi sau khi mà các bạn học và làm full đầy đủ cái bài này, nhớ là full nha, thì hãy chụp lại cho tôi xem mấy cái hình các bạn đã làm và vận dụng những kiến thức để mà bẻ khóa máy chủ RDP. Và bẻ khóa máy chủ RDP này thì tôi đã làm và tôi sẽ chia sẻ cho mọi người qua cái video gửi trực tiếp trên group nha. Tại vì cái video này tôi share lên trên YouTube tôi bị nó report bị cho hai gậy hai strike đấy các bạn, nên mình rất là sợ nên không có thể là chia sẻ thêm nữa. Vậy thì bây giờ các bạn hãy những cái phần nào lắp online là làm online nha. Phần lắp local thì chúng ta sẽ cài VMware nè, cái này thì đơn giản thôi, cài Kali nè, rồi download những cái máy mà tôi đã chia sẻ về ha, tải về máy bật nó lên. Cần thiết thì tham khảo thêm mấy cái video cũng tương tự này các bạn, cũng khá là dễ dàng thôi chứ không có gì khó khăn cả. Đó là một cái local lab mà các bạn cần phải triển khai đấy. Sau này mà chuyên nghiệp nữa tới các chương trình như CH hoặc là Bentech cộng đấy thì cái local lab chúng ta cần phải có thêm SQL Onion nè, rồi có những hệ thống CM như vậy nó mới pro các bạn. Có điều là các bạn cần phải chuẩn bị máy có khoảng là 32 GB thì chúng ta chơi mấy cái lab như vậy nó mới ngon lành được ha, thì mới ngon lành. Bây giờ hãy thực hành nhé, và ai làm xong thì gửi lại cái đáp án. Và thời hạn làm là hôm nay thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ ba đúng không các bạn, thứ ba là chúng ta sẽ gặp lại. Và tôi sẽ chữa bài nhanh gọn thôi, còn bài hướng dẫn tôi sẽ gửi lên trên group nha. Nhưng mà tôi muốn các bạn làm và chụp hình cho tôi xem trước đã. Tôi thấy trong lớp mình nhiều bạn làm rất là tốt. Và các bạn lưu ý nha, những cái bài thực hành chúng ta mang tính chất là education, và có một số bài đấy như Shodan đôi khi nó dò quét trên một cái hệ thống mạng tổng thể, nên các bạn đừng chia sẻ những kết quả nó trên internet nhé, bởi vì điều đó là nó sẽ có thể là vi phạm và nó gây ảnh hưởng tới những mục tiêu. Bởi vì chúng ta biết ethical hacking là gì, đó là chúng ta chỉ kiểm thử bảo mật trên những hệ thống mình có thẩm quyền. Ngay cả quá trình mà các bạn dò quét như vậy cũng là một bước của kiểm thử bảo mật, và chúng ta không được phép làm trên những hệ thống không có thẩm quyền đâu các bạn. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng Shodan thì thật ra chúng ta không tương tác trực tiếp vào những máy trên mà chúng ta tương tác một cách bị động, nên dẫu sao là cũng hoàn toàn hợp pháp. Nhưng đừng có public những cái thông tin mang tính chất rất là riêng tư bí mật, như hôm bữa chúng ta thấy có nhiều cái nó rất là nhạy cảm đúng không các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, và hãy cố gắng hoàn thành bài tập này nhé, dành nguyên tối thứ bảy này, hoặc là các bạn cứ đi chơi đi thư giãn rồi về làm cũng được nha. Hiện nay cái group các bạn cần phải làm group này có 6 người nè, 6 người này cần phải làm để xem nha. Các bạn ở đây tôi biết rồi, trình khá khá cứng đấy, mình làm các bạn nào biết thì tôi biết ngay mà, tôi nhìn vào là
dí sức làm cái bài này nha. Còn là không được thì cứ trao đổi thôi, không có vấn đề gì cả.